coi chừng nhầm lẫn viêm màng não với sốt thông thường. Nhiều ca viêm màng não trẻ em nhưng không được phát hiện sớm, dẫn đến di chứng nặng, tốn kém chi phí và phải kéo dài thời gian điều trị. Luồn tay dỗ dành cháu trai 5,5 tháng tuổi quấy khóc, bà Trần Kim Vi Bội ngụ An Giang cho biết, bé điều trị tại khoa đã hơn 1,5 tháng. Cha mẹ bé hoàn cảnh khó khăn nên bé sống với bà. Từ ngày bé bị bệnh, bà Bội bỏ công việc bán hủ tiếu mỗi ngày thu nhập hơn 100.000 đồng, dồn sức chăm cháu. Chồng bà chạy xe tải thu nhập không nhiều, cũng phải cố gắng để có tiền cho bà mua sữa. Bà Bội kể ban đầu bé sốt 3 ngày nên đưa đi khám tư. Bác sĩ cho xét nghiệm máu nhưng không ra bệnh. Bé chịu uống thuốc hạ sốt. 3 ngày sau bé vẫn tiếp tục sốt và có biểu hiện trợn mắt gồm tay chân, khắp đầu phồng lên nên bà đã đưa bé vào bệnh viện ở huyện Châu Đốc, An Giang. Tại đây bé bị co giật tím người, các bác sĩ nghi viêm màng não và hồi sức tỉnh lại. Sau đó, bà đã tự đưa bé đến bệnh viện Nhi Đồng để điều trị tiếp. Vào ngày 5 tháng 10, đến ngày 10 tháng 10 thì bé được phẫu thuật lấy mủ màng não. Bà thở dài nói rằng bác sĩ nói bé còn mủ nên phải theo dõi tiếp, chưa biết chừng nào mới được về. Hiện tại là thời điểm thuận lợi cho các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp tái đi tái lại kèm theo các bệnh viêm xoang, viêm tai giữa, viêm mũi họng. Đây là những yếu tố nguy cơ có thể khiến vi khuẩn virus ở đường mũi họng đi vào trong máu, gây nhiễm khuẩn huyết và lên não gây viêm màng não. Theo bác sĩ Dư Tuấn Quy, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện tại khoa có 135 trẻ nằm viện thì có đến 28 trẻ mắc viêm màng não ở lứa tuổi rải rác từ vài tháng đến 15 tuổi. Trong đó có 3 trẻ phải cấp cứu và hỗ trợ thở máy, thở oxy. Đáng chú ý là đa số ca nhập viện có tình trạng nặng do phát hiện muộn và chủ yếu ở tỉnh chuyển lên. Viêm màng não là một trong những tình trạng cấp cứu nội khoa. Có nhiều loại vi khuẩn virus gây viêm màng não tùy theo đặc điểm dịch tễ mỗi quốc gia. Chẳng hạn ở Việt Nam, những năm gần đây, tiêm chủng mở rộng phát triển nên viêm màng não do vi khuẩn đã giảm đáng kể. Tuy nhiên vẫn còn những loại vi khuẩn khác đáng lo ngại như vi khuẩn phế cầu hiện có tình trạng kháng thuốc khiến việc điều trị khó khăn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.